Đồ dơ, đồ ăn ngon kia. Anh khá à. Dạ, không mà có luôn, chị có mấy chuyện luôn. Có thẻ hàng luôn. Có thẻ hàng đi, thế này. Có. À đúng rồi, phải có thẻ hàng. Anh Trung mà để lát á, là quá đó. À, còn thang này là để cư dân đi thôi. Đúng rồi. Có thẻ để lát, có Trung không? Không rồi. Cũng ở đây sơ đồ, có thẻ hàng đó. Đó. Là thang nào ta? Thang này không phải. Đó. Hả? Thằng này luôn hả? Ờ, này luôn anh. Ờ. Ồ, thằng này nhỏ dữ rồi ta. Trời, thằng gì đó anh? À, đồ nội thất. Hôm đó cái thằng máy chứ lỡ mà đồ nó được khổ chết luôn. Lỡ nó. Thì bởi vậy giờ mới đo nè, sợ nó. Có nghĩa là xe tải là vô đằng trước kia. Dạ dạ. Vậy đi đường sau đó anh nó làm nó thi công chặt. À, đồ đi qua sảnh luôn hả? Phải có cái vậy là mình phải mang xe mình phải mang xe hàng, tụi em phải mang xe kéo đi đúng không? Lớp 6 giống một kẹo ở đây. Nhiêu? 2m2 hả? Bề ngang được nhiêu hả? Sâu được nhiêu? Sâu vướng cái đo cái tay thôi. 1m4 ngang được nhiêu? 1m4 luôn. 1m4, 2m2 rồi.